Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây là phần tin Việt Nam với những tin sau đây. Sẽ đưa thi thể của bé Hậu Nam ra khỏi ống bê tông trước Tết. Bà Rịa Vũng Tàu ăn gà rán, uống trà sữa, gần nửa lớp phải nhập viện cấp cứu. Đùi heo muối của ngoại hàng chục triệu đồng hút khách. Nhân viên ngân hàng rơi từ tầng 24 chung cư. Đại sứ Mỹ tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thăm Việt Nam nêu trường hợp của cô Phạm Đoàn Trang. Hàng trăm giáo viên tỉnh Quảng Nam xin nghỉ việc. Thủ phủ cá chết vào vụ Tết. Sau đây là phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, sẽ đưa thi thể của bé Hạo Nam ra khỏi ống bê tông trước Tết. Vào ngày 13 tháng 1, ông Lê Hoàng Bảo là giám đốc của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp cho biết là hiện nay lực lượng cứu nạn đang thực hiện 2 trong 10 bước đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chốt phương án nhổ ống bê tông để đưa thi thể của bé Hạo Nam ra ngoài. Ông nói đây là bước cực kỳ khó khăn nhất, có nghĩa là phải đào trong vòng dây ván thép, vừa đào vừa chống đến 12 mét phía dưới. Chúng tôi đang cố gắng nhổ ống bê tông trước Tết, có thể là thực hiện chậm, nhưng phải đặt việc bảo đảm an toàn là trên hết. Tính cho đến sáng ngày 13 tháng 1 thì tổ chức tổ điều hành cứu nạn tại công trình cầu kênh Rọc Sen đã hạ hoàn chỉnh tầng khung chống 5 và đào sâu hơn tầng 5 khoảng 1,5 mét. Tiếp tục đào đất bằng gầu cạp kết hợp với gầu ngoạm đối với vị trí không bị vướng ba đầu cọc bê tông bên ngoài ống vách. Sử dụng hai vòi cắt phá đất tại các khu vực chật hẹp mà gầu cạp gầu ngoạm không thao tác được. Lực lượng cứu nạn xác định khó khăn vẫn là đào đất sát cứng và cắt ống bê tông trong điều kiện chật hẹp. Cho đến nay thì lực lượng cứu nạn tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan chuyên môn đã tham gia cứu nạn bé Hạo Nam được 14 ngày nhưng vẫn chưa đưa được thi thể của bé lên dù các phương tiện, thiết bị đã được đưa đến hiện trường. Thưa quý vị, Bà Rịa Vũng Tàu ăn gà rán, uống trà sữa, gần nửa lớp phải nhập viện cấp cứu. Ngày 13 tháng 1, Bệnh viện Vũng Tàu đã tiếp nhận cấp cứu gần 20 học sinh lớp 6A3 của trường trung học cơ sở HKN bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn sáng bằng gà rán và trà sữa. Theo giáo viên chủ nhiệm lớp 6A3, sáng nay lớp có tổ chức sơ kết học kỳ 1, được sự đồng ý của đại diện cha mẹ học sinh nên một phụ huynh đã đưa gà rán và trà sữa vào ngay tiết 1 cho cả lớp ăn sáng. Một học sinh cho biết gà rán vẫn còn lạnh thịt ở bên trong, rất nhiều bột. Lớp có hơn 40 học sinh cùng ăn gà rán, uống trà sữa, nhưng sau đó 30 phút thì gần nửa lớp bị ôn, nôn ói, đau bụng. Nhà trường đã báo phụ huynh và nhanh chóng đưa các em đến bệnh viện cấp cứu. Số thức ăn, nước uống được phụ huynh đặt mua tại một khách sạn trong thành phố, cô giáo chủ nhiệm cho hay. Bệnh viện đã cho các học sinh uống thuốc, sau đó nhiều trường hợp đã phục hồi và có thể xuất viện, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, đùi heo muối của ngoại hàng chục triệu đồng đã hút khách. Nhập về 2.000 chiếc đùi heo muối nguyên xương từ Tây Ban Nha, một chuỗi thực phẩm nhập cảng cao cấp ở tại thành phố Sài Gòn cho biết hiện đã bán được 1.250 chiếc. Một chiếc đùi trước Arborico có trọng lượng từ 5-10 kg, còn đùi sau của Bertola từ 8-10 kg. Giá dao động của các loại đùi nguyên xương này từ 5-30 triệu đồng tùy loại và trọng lượng. Theo chuỗi này thì tiêu thụ đùi heo muối năm nay đã tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2022 và dự báo là tiếp tục tăng cao cho tuần sau. Sức mua đùi heo muối thường sẽ cao nhất vào tuần cuối cùng của giáp Tết. Ngoài làm quà thì các gia đình đã mua về để trưng bày cho sung túc và thuận tiện khi mà sử dụng, tiếp khách, đại diện chuỗi nhập cảng đã cho biết như vậy. Theo các nhà nhập cảng và phân phối thực phẩm cao cấp, thị trường đùi heo muối năm nay phong phú hơn vì có thêm nhiều lựa chọn giá mềm. Ví dụ như là đùi heo muối cắt lát 50-100g thì có giá dao động từ 85.000 đồng cho đến 761.000 đồng cho mỗi gói, thưa quý vị. Cùng các loại thịt chế biến ngoại nhập thì thị trường của các mặt hàng thịt chế biến đặc sản vùng miền trong nước cũng sôi động. Bò một nắng Gia Lai được chào bán với giá là khoảng 550.000 đồng cho đến 700.000 đồng cho mỗi kg tạm kèm muối kiến vàng.
Thưa quý vị, nhân viên ngân hàng rơi từ tầng 24 của chung cư. Chiều 12 tháng 1, người dân khu chung cư Hattaco Apollo, phường Phương Cảnh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, nghe thấy tiếng động rất lớn. Ít phút sau, họ phát hiện thi thể một người đàn ông nằm dưới nội bộ của tòa nhà. Nạn nhân bị tổn thương nhiều bộ phận cơ thể ở mức rất nặng. Anh này tử vong tại chỗ, theo thông tin từ một cư dân của khu chung cư. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Phương Canh cho biết nạn nhân rơi xuống từ tầng 24 của tòa nhà và được xác định là đã tử vong. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định người gặp nạn sinh năm 1990 đang công tác tại một ngân hàng. Thưa quý vị, Đại sứ Mỹ tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã thăm Việt Nam, nêu trường hợp của cô Phạm Đoan Trang. Đại sứ Hoa Kỳ tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Michelle Taylor, người tích cực vận động cho tự do cho nhà báo Phạm Đoan Trang, đang có chuyến công du đến Việt Nam trong nỗ lực thúc giục Hà Nội tôn trọng nhân quyền. Truyền thông nhà nước loan tin vào hôm 13 tháng 1 rằng, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đỗ Hùng Việt đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đó là bà Michelle Taylor. Tại buổi tiếp, thì ông Hùng Việt đã hứa rằng Việt Nam sẵn sàng xem xét tích cực các đề xuất hợp tác của các nước, trong đó có Hoa Kỳ, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, đối thoại và hợp tác, bảo đảm tất cả quyền con người cho tất cả mọi người. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời bà Taylor nói rằng Việt Nam luôn là một trong những đối tác quan trọng của Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ mong muốn đóng góp thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới đây, bao gồm tại các diễn đàn đa phương như là Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Taylor đã viết trên Twitter sau cuộc gặp này như sau: "Rất vui mừng được chào đón Việt Nam là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tôi mong được làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt để thúc đẩy nhân quyền của tất cả mọi người khi mà Việt Nam bắt đầu nhiệm kỳ của mình tại khóa họp thứ 52 của Hội đồng Nhân quyền, và chúng ta bước vào năm kỷ niệm 75 năm ngày ra tuyên bố nhân quyền phổ quát lịch sử này. Hãy đứng lên vì nhân quyền." Và kính thưa quý vị, hàng trăm giáo viên tỉnh Quảng Nam xin nghỉ việc. Sáng 13 tháng 1, theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, từ năm học 2020 đến 2022, tổng số giáo viên và nhân sự giáo dục thuộc các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh nghỉ việc là 200 người. Trong đó, năm 2020 có 41 người, năm 2021 có 39 người và năm 2022 có 120 người. Lý giải về nguyên nhân này, theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, do địa bàn tỉnh rộng, nhiều huyện miền núi, nhiều giáo viên do điều kiện công tác xa nhà, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nghỉ công việc để tìm công việc thuận lợi hơn, đặc biệt là trong giai đoạn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mức lương thấp, không đủ trang trải cuộc sống nên phần nào cũng là nguyên nhân. Trong số đó, có một số trường hợp giáo viên và nhân sự giáo dục nghỉ việc ở địa phương này do đã trúng tuyển vào chuyên viên chức ở địa phương khác. Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân như nghỉ việc do mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình thay đổi nơi sinh sống, vân vân và vân vân. Thưa quý vị, thủ phủ cá chép vào vụ Tết. Thưa quý vị, làng Hội Am, xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng có 20 hộ nuôi cá chép đỏ xuất bán trước Tết, ông Công, ông Táo, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng. Vào sáng ngày 13 tháng 1, thì đầm nuôi cá chép đỏ ven sông Hóa của làng Hội Am tấp nập khách ra vào. Từ 3 ngày trước thì chủ đầm đã cho máy bơm hút cạn nước rồi dùng lưới vây bắt cá, đưa lên bể xi măng để thương lái đến thu mua và mang đi tiêu thụ ở Hải Phòng, Hải Dương và Thái Bình. Ông Vũ Văn Cường từ Quảng Ninh về Hội Am đã nhập 8 tạ cá chép cho hay là giá cá năm nay chỉ bằng một nửa năm ngoái do nguồn cung dồi dào hơn. Tại các chợ dân sinh thì cá chép đã bán khoảng 20.000 đồng cho mỗi người dân, cúng ông Táo và ông Công. Nuôi cá cho thu nhập cao hơn 5-7 lần so với trồng lúa. Nhà nuôi ít thì khoảng vào 100 m² thì cũng có tiền ăn Tết to. Nhà nuôi hàng hecta là đã có cuộc sống khá giả. Bà Hoàng Thị Tốt, một trong những hộ có diện tích nuôi cá chép lớn nhất làng Hội Am đã chia sẻ như vậy. Ông Đào Xuân Luân, chủ tịch xã Cao Minh cho biết, nghề nuôi cá ở làng Hội Am có từ 50 năm nay. Cả làng có 300 hộ dân với 60 hecta đầm nuôi cá. Và từ 30 năm nay
thì 20 hộ trong làng phát triển việc nuôi cá chép đỏ đã bán vào dịp Tết ông Công ông Táo trên diện tích 10 hectare, đã xuất bán khoảng 20 tấn cho mỗi vụ, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng cho mỗi hộ, thưa quý khán thính giả. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức của hệ thống truyền hình VBS. Tiffany Hạnh và Hoàng Dung xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình của chúng tôi. Rất mong quý vị giữ gìn sức khỏe và xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin kính chào và tạm biệt quý vị.